cầu ngài tan tháng lụng quá mau đắm say trần cảnh bụi đầu tự sinh đây là giờ chiến đây là giờ đồng đồng pháp âm nghĩa cao thâm xin nhớ tâm đảnh lễ
công bằng nhiều hành chờ hành như đi hành chân tranh hành gồm bốn đôi tam thì đang nhân lễ phẩm thằng phẩm để còn kính lễ là phước thiện vô thường trong Ekam samayam bhagava savati yam viharati cetavane anatame vikasa arame atako anyarati vatame ananyanati yape kantavanga kevaraka panche tavanam opase tvayena Thank you.
cao thượng xa lý tâm địa tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận vô cánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Tha Tham Má trên Phao Thốt. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Hao Son 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2020. Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 56 kinh Upali. Xuất tá 705 đến 710 sẽ do thượng sư giảng dạy. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thể đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo xin tam bảo hộ ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu. Cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư Minh Hạnh đã đọc lễ bái Tam Bảo. Dạ, sau đây bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 56 kinh Upali. 705 đến 710 sẽ do Thượng Tiêu giảng dạy thành kính. Cũng ngài Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi quan hỷ giảng bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt A Di Đà. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ con xin sám hối với đạo tràng, con đọc nhầm lẫn ngày hôm nay Thượng Giác Đẳng dẫn nhập. Dạ xa thủ, xa thủ con kính quý sư và quý đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài 56 kinh Upali. Sutta 705 đến 710. 705. Tại sao gọi là kinh Upali? Tên bài kinh được đặt theo nhân vật Upali. Upali, một đệ tử cư sĩ của đạo Jain, được biết là có khẩu tài và có nhiều tiền của và có danh vọng. Vị này đến vấn nạn Đức Phật với câu hỏi về tam nghiệp. 706. Đại ý kinh Upali là gì? Thở ấy Thế Tôn trú ở tại Nalanda trong rừng Bawarikamba, một giai thoại được ghi lại với phần đề cập về pháp tương đối ngắn nhưng tình tiết thì nhiều. A. Khởi đầu Dihata
Bassi, một đệ tử xuất gia của ngoại giáo Nigantha, đến gặp Đức Phật, có một trao đổi ngắn. Trong cuộc trao đổi này nói lên sự dị biệt giữa lý Nigantha và Phật Pháp về hành động, lời nói và ý nghĩ. B. Ubali, một đệ tử cư sĩ của ngoại giáo, sau khi được nghe cuộc đàm luận giữa Tiha Tabasi và Đức Phật, nảy sinh ý định tự mình đến tranh luận với Đức Phật, và mặc dù đã có sự ngăn cản của Tiha Tabasi, nhưng Ubali có được sự đồng ý của giáo chủ Nigantha. Natabutta, cuộc đàm luận giữa Đức Phật và Ubali, đấng vô thượng điều ngự đã dùng đến thí dụ thuộc kiến văn của Ubali để chứng minh giáo lý của ngài, và những ví dụ này hoàn toàn có sức thuyết phục. Đi, Ubali nghe những lời Phật dạy, phát tâm quy ngưỡng tam bảo Đức Phật đã dạy Ubali về thái độ nên cẩn trọng khi đặt để niềm tin và lòng quảng đại đối với tất cả đạo giáo. Y, Ubali sau khi trở thành một thánh đệ tử Phật đã nói lên sự quy ngưỡng tuyệt đối của mình đối với bậc đạo sư với cách trả lời khẳng định trước mặt giáo chủ Nigantha. 707. Tihata Basi đã nói thế nào những dị biệt giữa giáo lý Nigantha và Phật Pháp về hành động, lời nói và ý nghĩ? Cách dùng từ vựng và giáo lý của đạo Zen có nhiều khác biệt so với Phật Pháp. À, đạo Zen có nói về hành động, lời nói và ý nghĩ, đạo quả, nhưng không gọi đó là nghiệp, mà gọi là cây roi hay cây gậy, đam đa, có nghĩa là công cụ tạo tác theo sở dạy. Đức Phật dạy hành động của thân, lời nói của khẩu, tư duy của ý, có chủ trương, chê ta ná, là nghiệp, là karma. B. Đạo Chen dạy rằng hành động của thân và đối trọng để đã tạo thành ác nghiệp, giống như trong luật pháp, thường thưởng thức gì nằm trong ý nghĩ, chưa phạm luật cho đến khi lời nói thành lời. Dù vậy, vẫn là hơn động tay hay động chân. Đức Phật dạy trong tam nghiệp thì ý nghiệp là tối trọng. 708. Đức Phật đã nói gì với gia chủ Ubali để cho thấy sự đối trọng của ý nghiệp so với thân nghiệp? Đức Phật đã dùng bốn thí dụ mà tất cả đều nằm trong kiến văn của đạo Zen để hỏi Ubali. Ví dụ thứ nhất liên hệ đến giới luật của đạo Zen cấm uống nước lạnh, vì trong nước lạnh có sinh vật. Đức Phật hỏi, nếu một người vì giữ giới này mà phải chết, thì tái sinh ở đâu? Ubali đáp, ở cõi trời ý trước, theo giáo lý của đạo Zen. Vì chấp vào ý mà chết, Đức Phật chỉ cho thấy Ubali đã mâu thuẫn vì cho ý nghiệp là quan trọng. Phật lấy ví dụ thứ hai là nếu người tu theo đạo Zen hoàn toàn tự chế, không dùng nước lạnh, hoàn toàn chú tâm vào sự chế ngự nước lạnh, hoàn toàn loại trừ nước lạnh, hoàn toàn thấm nhuần với giới kiêng nước lạnh, nhưng lúc đi qua đi lại lỡ dẫm phải côn trùng, có phạm tội không? Ubali nói không phạm, vì không cố ý. Phật cho thấy ông đã tự mâu thuẫn lần thứ hai. Ví dụ thứ ba, một người với đại thần thông lực, với tâm sân hận, trong giây lát có thể giết chết toàn dân thành Nalanda không? Ubali nói, một tâm sân hận có thể giết chết không những một
mà nhiều thành Nalanda. Ví dụ thứ tư, Phật hỏi ông, có nghe những khu rừng của các vị ẩn sĩ trước kia tươi đẹp, sao trở thành hoang vắng vì tâm sân hận của các ẩn sĩ ấy không? Với bốn ví dụ, Ubali hoàn toàn bị thuyết phục và cho biết ngay từ thí dụ đầu đã tin là Đức Phật đúng. 709. Ubali đã có thái độ thế nào sau khi tự nhận là Đức Phật nói đúng? Ông phát tâm quy y Tam Bảo, nhưng Đức Phật khuyên ông hãy suy nghĩ chín chắn, vì chín chắn suy tư là tốt đẹp. Nghe lời khuyên của Đức Phật, ông nói lên lời quy y Tam Bảo lần thứ hai. Đức Phật cũng khuyên rằng Ubali vốn là người cúng dường nhiều cho những Nigantha, sau này hãy tiếp tục bố thí cho những ai đến với ông. Với lời dạy này của Đức Thế Tôn, Ubali nói lên lời quy y Tam Bảo lần ba. Chánh kinh cũng ghi lại giáo huấn sau đó của Đức Tự Phụ. Rồi Thế Tôn thuật thứ thuyết pháp cho gia đình Ubali, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô các dục lạc, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết cha chủ Ubali, tâm đã sẵn sàng, tâm đã thu nhận, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao, phổ tập diệt đạo. Cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen gột rửa rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên với gia chủ Ubali. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. 710. Ubali đã làm gì sau khi trở thành thánh đệ tử Phật? Ông về căn nhà, ông về nhà căn dặn gia nhân sau này, những người theo đạo Chen đến nhà thì mang thức ăn ra cúng dường, không mời vào. Ngược lại, những đệ tử Phật đến thì rước vào nhà cúng dường đủ lễ. Giáo chủ Nigantha nghe người kể lại không tin. Những gì được nghe, đích thân tới gặp ngài Ubali để hỏi. Ubali đã xác định mình là đệ tử Phật với những lời ca ngợi. Giáo chủ Nigantha hỏi rằng Ubali bị huyễn thuật của Sa môn Gotama mê hoặc. Ubali trả lời, thật tốt lành thay, huyễn thật thuật cảm hóa ấy, mong sao tất cả bà con dòng họ, mọi giai cấp, toàn thế giới, kể cả chư thiên nhân loại, đều được huyễn thuật này lôi cuốn. Sau đó đã nói lên những câu kệ xứng đáng Đức Phật, mà khi nghe Di Anh Thá, Na Ta Bút Tá không dằn được sự phẫn uất. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, con đã đọc xong bài chánh văn. Dạ con thành kính tri ân quý sư và quý đạo hữu, con thành kính ngài thượng tọa Tề Siêu Tư Quý Quan Hỷ dẫn giải bài pháp hôm nay cho chúng con ạ. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
thương nó rõ. Dạ, xin cảm ơn chúng tôi giúp đỡ. Cảm ơn quý vị Phật tử. Không biết hôm nay cái đường truyền của chúng tôi như thế nào đó mà thường tội giúp đỡ nói chúng tôi cũng nghe chập chờn. Mà đến cô Tường Mẫn đọc bài cho cô nghe chập chờn không có nghe liên tục, nhưng mà hy vọng là khi chúng ta nói thì quý vị nghe được liên tục. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh rất là thú vị. Đó là bài kinh Upali. Đây là một cuộc tranh biện giữa các ngoại đạo Nigantha với Đức Thế Tôn. Cái sự tranh biện này chỉ nằm ở trong vấn đề nghiệp và hình phạt. Trong các cái cuộc tranh luận khác, thường thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái triết lý của các ngoại đạo đưa lên rất là khó hiểu. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại nghe cái cuộc tranh luận giữa Đi Gần Thác, Đi Khatapasi, rồi sau đó là gia chủ Upali. Thì nói thân khẩu ý thôi, cho nên bài học này nó cũng dễ để chúng ta nhận thức. Kính thưa quý vị, cái đạo Thí Gần Tháp hay ngày nay người ta gọi là đạo Chen, còn tồn tại cho đến bây giờ. Và cái triết thuyết của Đi Gần Tháp đưa ra thì nó cũng có vấn đề nhân quả và vẫn có cái sự tái sanh. Nhưng mà thay vì nhân quả đó gọi là nghiệp báo, gọi là nghiệp như là giáo lý của Đức Phật, thì Di Kinh Thái lại dùng cái từ gọi là hình phạt. Thường thường thì chúng bên ngoại đạo đó, thì người ta hay nói đến cái vấn đề thử phạt của thượng linh thượng đế. Người ta nói thử phạt, phạt ở đây là đinh đát chứ không phải là cầm má.
Thì lúc bây giờ có một vị đệ tử xuất sắc của Digantha Natabutta, vị đệ tử xuất sắc đó là Digantha Dikkhatapassi, một người cũng có tài hùng biện. Như thầy của mình là Na Digantha Natabutta. Và Dikkhatapassi đi đến Đức Phật ở tại khu rừng Pawari Kampa, chỗ của Đức Thế Tôn. Sau khi đến nói lên những lời thăm hỏi thân hữu, đứng một bên, trước khi bác bảo ông ta ngồi xuống, ông ta mới ngồi một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Tapasi, như gần tháng nào trong công tác chủ trương có bao nhiêu nghiệp để tác thành ác nghiệp? Để diễn tiến ác nghiệp. Thì đi khách tác bác sĩ mới nói rằng là đi gần tháng là tác bác tác không có cái thông lệ chủ trương nghiệp mình này hiện giả cơ tâm mát. Đi gần tháng là tu tá chỉ có chủ trương về phạt đành đá, chủ trương về phạt. Khi mà nghe nói như vậy đó, Đức Phật cũng hỏi rằng: này Tapasi, đi gần tháng là tu tá chủ trương có bao nhiêu lời phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn thế ác nghiệp? Ở đây thưa quý vị, cái cách mà Đức Thế Tôn ngài giáo hóa chúng sanh, nhất là đối với ngoại đạo, Đức Thế Tôn hay dùng cái chiêu mà người ta gọi là gậy ông đập lưng ông. Giống như một cái thế võ du đạo, dùng nhu để thắng cương, lấy cái sức mạnh của đối phương để làm cho đối phương bị ngã. Khi mà đối phương dùng lực để tấn công phía trước, thì người ta dùng cái thế nhu là người ta bình theo, nhẹ nhàng hãy lách qua khỏi để cho đối phương nhào tới rồi mất trớn. Còn ở đây thì Đức Phật ngài khi ngài nói, ngài hỏi về nghiệp, thì Dikkhatapassi nói rằng là
đi ganh thác không có chủ trương về nghiệp mà chủ trương về phạt. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới bắt qua đó là mới hỏi rằng là thế thì đi ganh thác chủ trương có bao nhiêu lời phạt? Dùng cái từ ngữ của họ để mà tranh biện với họ, đó là cái cách của Đức Phật rất hiệu quả. Làm như vậy không có mất lòng thương họ sẽ nhanh chóng đi vào trong cái triết thuyết của Đức Phật, bởi vì họ rất là tự mãn với cái điều mà họ nghĩ rằng họ biết rõ về giáo lý của họ. Cho nên khi mà Đức Phật hỏi vậy thì Tapasi trả lời liền: này hiện giới của Tama, như kinh thái này Tâm Bồ Tát chủ trương có ba lời phạt để tác thành ác nghiệp, đó là thân phạt, khẩu phạt, ý phạt. Cũng là thân khẩu ý, nhưng mà thân phạt, khẩu phạt, ý phạt. Đức Phật cũng hỏi tiếp: có phải thân phạt là khác, khẩu phạt là khác, ý phạt là khác? Tapasi đã trả lời rằng: thưa hiện giới Gotama, thân phạt là khác, khổ phạt khác, ý phạt khác. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: này Tapasi, trong ba cái lời phạt này, Digatha Na Tamputa chủ trương lời phạt nào tối trọng, tức là quan trọng hơn, để tác thành ác nghiệp, để diễn biến ác nghiệp? Thì Tâm Bác Sư đã trả lời rằng là đi gần tháng là Tâm Bồ Tát chủ trương thân phạt và tố trọng để tác thành ác nghiệp. Đức Thế Tôn đã hỏi ba lần như vậy, và Tâm Bác Sư cũng đã ba lần xác nhận như vậy. Sau khi Đức Thế Tôn đã hỏi xong và Tapasi đã xác nhận quan điểm của mình rồi, thì đi khách Tapasi đã hỏi Đức Thế Tôn: vậy này hiện giả Gotama, hiện giả chủ trương có bao nhiêu lời phạt ác nghiệp? Thì lúc đó Đức Phật nói rằng là Tapasi, Như Lai không có chủ trương phạt. Như Lai chỉ chủ trương về nghiệp. Đức Phật cần chủ trương về nghiệp thôi. Thì đi khất Tapasi cũng hỏi rằng là: này hiện giả Gotama, hiện giả chủ trương có bao nhiêu lời nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn biến ác nghiệp? Đức Phật đáp: này Tapasi, ta chủ trương có ba loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, diễn tiến ác nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tapasi liền hỏi rằng là: như vậy thì thân nghiệp là khác, khẩu nghiệp là khác, ý nghiệp là khác phải chăng? Đức Phật đáp: này Tapasi, thân nghiệp là khác, khẩu nghiệp là khác, ý nghiệp là khác. Tapasi mới hỏi Đức Phật rằng là: trong ba loại nghiệp này được chia chẻ, được phân biệt như vậy, hiện giả Gotama chủ trương loại nghiệp nào là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn biến ác nghiệp? Đức Phật trả lời rằng: này Tapasi, trong ba loại nghiệp này được chia chẻ, được phân biệt như vậy,
Ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng, để tác thành ác nghiệp để diễn biến ác nghiệp. Tâm Sĩ liền dặn hỏi hai lần nữa, và Đức Thế Tôn cũng đã xác nhận ta nói ý nghiệp. Như vậy thì là cái cuộc đàm thoại đó giữa Đi Ca Tâm và Đức Thế Tôn một bên thì chủ trương ba loại phạt và thân phạt là tối trọng, còn Đức Thế Tôn thì ngài chủ trương về ba loại nghiệp và ý nghiệp là tối trọng. Lúc bây giờ Đi Kinh Thá Na Tâm Bồ Tát đang ngồi với một đại chúng gia chủ, do gia chủ Pali là người cầm đầu đi đến Đi Kinh Thá, thì Tamasi sau khi tranh luận với Đức Phật rồi, đàm luận với Đức Phật, đàm thoại với Đức Phật rồi, thì đã trở về nơi Natapota, vị giáo chủ của Đi Kinh Thá. Và sau khi được hỏi, Tamasi đã thuật lại cái cuộc đàm thoại giữa mình và Samugotama. Đi gần tháng nào Tô Cô Tá đã tám tháng này Tô Bà Si Samugotama đã được đi khác Tapasi trả lời một là một đệ tử đa văn hiểu đúng đắn lời dạy của bậc đạo sư và làm sao có thể một ý phạt kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này. Thân phạt là tối trọng để tác thành ác nghiệp. Thì cả thầy lẫn trò tân quốc tán thán với nhau vậy. Khi đó gia chủ Upali mới nói với Đi Kinh Thá Na Tôn Tá: tốt lành thay, tôn giả Tapasi đã trả lời cho Samugotama như vậy. Tapasi là một đệ tử đa văn hiểu đúng đắn lời dạy của bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém lại có thể so sánh với thân phạt cường đại này được? Vì thân phạt là tối trọng để tác thành ác nghiệp. Gia chủ Bali mới xin phép: thưa tôn giả, con sẽ đi và lượng chiếu với Samugotama. Về vấn đề này thì ở đây thưa quý vị, hồi cái lúc đi đó thì gia chủ Bali cũng hăm hở và kiêu mạn, cho rằng mình sẽ tranh luận để làm cho Samugotama xác nhận quan điểm của mình, xác nhận quan điểm còn giống như là tôn giả Tapasi. Rồi ông ta đưa ra nhiều cái thí dụ, ông ta sẽ đàm luận với Đức Phật rồi và
lôi kéo Đức Phật, lôi kéo Sama Gotama giống như là người lực sĩ mà nắm chặt lâm con cừu kéo tới cái lui vần quanh, hoặc là như một người có sức mạnh nấu rượu sau khi nhận chìm cái thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc thùng có thể kéo tới kéo lui. Hoặc là cũng giống như một người có sức mạnh sau khi nắm gốc của một cái sàn lắc qua lắc lại, con sẽ dùng lời với lời nói lắc qua lắc lại vần xoay Sama Gotama, vân vân, được Tát Bác Sĩ cho phép, được Na Thông Bồ Tát cho phép. Nhưng mà đi khách Tát Bác Sĩ, cái vị du sĩ mà vừa luận với Đức Phật đó, thì lại e ngại mới nói rằng, mới nói với cái vị giáo chủ Nikantha là không nên để cho gia chủ Bali đi, bởi vì nghe nói rằng là Sama Gotama là một người có quyền thuật, có thể lôi kéo được các đệ tử ngoại đạo. Nhưng mà Natabhuta giáo chủ Nikantha thì chủ quan nói rằng này, gia chủ hãy đi và luận chiến với Sama Gotama trong cuộc đàm thoại này, vì rằng chỉ có ta hay là Nikantha đi khách Tapasi hay là ông mới có thể luận chiến với Sama Gotama thôi. Nghĩa là ông ta rất là tự tin, ông ta tự tin chỉ có ba người mình đó thì mới có thể luận chiến với Sama Gotama, thì ông cứ đi đi. Nhưng mà Đức Khất Tát Bát Si không có an lòng, cũng đã ba lần ngăn cản mà không được. Và Natabhuta mới nói rằng Natabhuta không thể có sự kiện gia chủ Bali trở thành đệ tử của Sama Gotama được, chỉ có thể có sự kiện Sama Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Bali mà thôi. Do vậy này gia chủ hãy đi và luận chiến Sama Gotama. Thưa vâng, thưa tôn giả. Thế rồi gia chủ Bali từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giả Natabhuta và đi đến rừng xoài Bavarika. Chỗ sau khi đến ngồi xuống một bên và ngồi xuống một bên, gia chủ Bali mới gợi chuyện. Bạch Đức Thế Tôn không biết là Nikantha đi khát Tapasi có đến đây không, thì Đức Phật nói có. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với đi khát Tapasi không? Đức Phật nói đàm thoại Nikantha đi khát Tapasi. Gia chủ mới hỏi cuộc đàm thoại như thế nào, thì Đức Thế Tôn người kể là hết. Gia chủ này cũng ghê gớm lắm thưa quý vị, tức là thay vì đi đến là đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà đằng này gia chủ làm giống như là không hay biết gì cái cuộc đàm thoại lúc sáng giữa Phật với Đức Khất Tát Bát Si, rồi đi đến là bộ hỏi thăm tôi đi khách Tát Bát Si có đến đây không, và có diễn ra cái cuộc đàm thoại không, và đàm thoại như thế nào. Sau khi từ thuật lệ thì
ông ta bắt đầu nói đến cái triết lý về thân phạt mà Riventhas chủ trương là tối trọng trong cái việc tạo nghiệp. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đã tuần tự đưa lên bốn cái ví dụ, mà bốn ví dụ này là nói theo cái truyền thuyết của, nói theo cái giáo lý của Nicanthác. Một câu chuyện nói về một người Nicanthác, một đệ tử Nicanthác bị bệnh mà từ chối nước lạnh, chịu nước nóng. Vì không được nước lạnh cho nên người đó mệnh chung. Thì theo Nicanthác, người ấy sẽ tái sanh về chỗ nào? Gia chủ Pali mới nói Bạch Thế Tôn, có hàng chư thiên được gọi là Manostat, ý trước thiên. Manostat có nghĩa là do cái sự chấp phải ý được sanh lên làm chư thiên. Thì Đức Phật Ngài chỉ cho thấy là ông ta rất là mâu thuẫn. Hồi nãy thì gia chủ nói là thân là tối trọng để tác thành nghiệp, mà bây giờ khi hỏi cái người đó họ giữ thế giới từ chốn nước lạnh, thì khi mà họ chết họ mệnh chung cái sanh về đâu, thì nói là sanh về khỏi trời, là bởi vì do ý của người đó. Thì Đức Phật Ngài đã đưa lên vấn đề đó để Ngài phản bác lần thứ nhất. Ngài đưa cái thí dụ thứ hai, một người đi gần thác phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế giới, chế ngự đối với nước, hoàn toàn chú tâm đối với nước, hoàn toàn lợi trừ đối với nước, và hoàn toàn thấm nhuần đối với nước. Người này khi đi qua đi lại kinh hành có đã giết hại rất nhiều sinh vật nhỏ bé, thì theo như kinh thá người ấy có thọ quả báo nào? Và Thế Tôn vì không có sự cố ý nên như kinh thá Nataputta xem như không phải là một đại tội. Đức Phật hỏi nếu như mà người ấy có cố ý thì như thế nào? Và Thế Tôn, nếu cố ý là một đại tội, đi tới đi lui mà vô tình dẫm đạp côn trùng thì không có tội, bởi vì không có ý, không có cố ý. Và nếu như có cố ý dẫm đạp thì đó là một. Gia chủ Upali nói như thế, Đức Phật Ngài chỉ cho thấy rằng lời nói trước của ngươi, lời nói sau nó mâu thuẫn nhau. Lúc nãy ngươi nói thân là tối trọng để tạo nghiệp, mà bây giờ khi mà hỏi ra cái vấn đề này thì ngươi lại nói rằng có ý, có sự cố ý thì mới là có tội, còn không có ý thì không có tội. Rồi Ngài đưa
Rồi Ngài đưa một cái thí dụ thứ ba đó. Ngài đưa cái thí dụ thứ ba là nếu như một người mà có một vị sa môn hay bà la môn có thần thông vị đó nói rằng ta sẽ làm cho Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm sân hận, có thể được không? Trước hết là Đức Phật đã nói rằng nếu có người đi đến với cái thanh kiếm đưa cao, người này nói trong một sát na, trong một giây phút ta sẽ làm cho tất cả mọi người Nalanda trở thành một đống một khối thịt, được không? Thiện gia chủ Upali mới trả lời rằng bạch Thế Tôn, cho đến 10 người, 20 người, 40 người, 50 người cũng không thể trong một sát na, trong một giây phút mà có thể làm cho mọi người ở Nalanda này trở thành một đống thịt được. Huống chi là một người nhỏ bé làm sao có thể làm được. Đức Phật là mới hỏi tiếp, nếu như có một vị sa môn bà la môn có thần thông, có đại thần lực, vị này nói sẽ làm cho Nalanda này trở thành tro tàn trong một với một tâm sân hận, có thể được được không? Thì gia chủ Bali mới nói rằng vị sa môn ấy có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Nalanda này không phải chỉ có một Nalanda mà 10 thành phố Nalanda, 20 thành phố Nalanda, hay 30 thành phố Nalanda, 40 thành phố, 50 thành phố Nalanda, sa môn này có thần cũng có thể làm cho các Nalanda ấy trở thành tro. Thì Đức Phật này chặn ngang chỗ đó, này nói rằng này gia chủ, ông hãy suy nghĩ, hãy trả lời. Sau khi suy nghĩ hãy trả lời, lời nói trước không phù hợp với lời nói sau. Trước đây thì ông nói thân là quan trọng để tác thành nghiệp, mà bây giờ chính ông tự nhận rằng ý mới là quan trọng. Đức Thế Tôn ngài đã đưa ra thí dụ và buộc ông ta phải trả lời như thế. Và Đức Thế Tôn lại đưa thêm một cái trường hợp khác cũng liên quan đến ý thôi. Thì lúc bây giờ gia chủ Upali mới bạch Đức Thế Tôn rằng với ví dụ đầu tiên con đã hoan hỷ, con đã thỏa mãn, nhưng vì muốn nghe thêm các vấn đáp sai biệt của Đức Thế Tôn nên con mới đóng vai trò đối lập với Thế Tôn. Thật vi diệu thai và Thế Tôn, thật hy hữu thai và Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn vào sáng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vì chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện để trình bày giải thích, nay xin quy Phật quy pháp quy tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mệnh chung cộng đồng vi ngưỡng. Thì Đức Phật bảo rằng này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người nổi tiếng như ngươi. Thì lúc bây giờ gia chủ liệu mới nói và Thế Tôn, con cần mỗi phần quan hỷ, mỗi phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói, kêu con hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp cho những người nổi tiếng như con và Thế Tôn. Nếu các ngoại đạo mà được con làm đệ tử thì họ sẽ trương cờ và tuyên bố, trương cờ giao biểu ngữ tuyên bố
Gia chủ Bali đã trở thành đệ tử chúng tôi, nhưng mà Đức Thế Tôn thì lại bảo con hãy chín chắn suy tư rồi mới quy. Cho nên lần thứ hai con xin quy Thế Tôn, quy giáo pháp, quy chúng tỳ kheo. Lần thứ hai quy. Và lúc bây giờ Đức Phật nói rằng: này gia chủ, đã từ lâu gia đình ông là giếng nước mưa nguồn cho các vị Ly Vân Tháp, thì hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông cũng như trước đây vậy. Thì gia chủ Bà Ly càng thêm quan hỷ nữa, và Thế Tôn cũng càng bội phần quan hỷ với những lời Thế Tôn nói, kêu con hãy cúng dường đến các, cúng dường các món ăn cho các đi gần tháng đến đến nhà. Vì bạch Thế Tôn, con nghe như sau: người ta đồn rằng Samu Gautama nói chỉ có bố thí cho các đệ tử ta, chứ bố thí cho những đệ tử ngoại đạo khác. Chỉ có bố thí cho ta mới có phước lớn, bố thí cho người khác không phước lớn. Bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước, bố thí cho những người khác không có phước. Nhưng mà nay Đức Thế Tôn thì con thấy thực tế Đức Thế Tôn lại khuyến khích con nên bố thí cho các vị Ly Kinh Thác. Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con biết thời nên làm cái gì. Cho nên lần thứ ba con xin quy và quy pháp quy tăng. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ, thuyết về bố thí, thuyết trì giới, về các cõi trời. Ngài trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm của các dục, những lợi ích của sự xuất ly. Khi mà Đức Thế Tôn biết tâm gia chủ đã sẵn sàng để mượn tâm không triền cái, tâm được quan hỷ, ngài mới thuyết những cái pháp được Đức Phật ngài tán dương đề cao như là khổ tập diệt đạo. Và chính tại chỗ ngồi đó, pháp nhãn ly trần vô cấu đã khởi lên cho gia chủ Pali, tức là gia chủ Pali đã chứng quả Tu Đà Quần. Rồi gia chủ sau khi thấy pháp chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ được tiêu trừ do dự được đoạn, được tận diệt, đạt được vô sự quý, không y cứu người khác, gia chủ bạch Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc phải làm. Và thưa quý vị, gia chủ Bali đã đắc quả Tu Đà Quần sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết về tuần tự pháp và ngài nói lên tứ đế. Rồi gia chủ Bali khi mà về nhà đã dặn cái người gác cổng nhà mình: từ nay về sau, khi mà các cái đi gần thái đi đến, đừng có cho vào nhà, bảo đứng ở ngoài trước, muốn cần ăn cái gì thì ở trong nhà người ta sẽ đem ra cho ăn. Chỉ có mở cửa để mời các vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn vào nhà thôi. Thì đi khách taxi đi gần thác, nghe đồn rằng gia chủ Pali đã trở thành đệ tử Samu Gautama, thì ông ta mới đi tìm hiểu hư thực. Khi đi đến trước cửa nhà thì những người gác cửa nhận gia chủ Pali đã nói như vậy. Vì đi gần thác đi khách taxi đã trở về nói lại với giáo chủ Ni Gần Thá của mình là gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Ni Gần Thá là Tôn Bồ Tát cũng không tin, bởi vì gia chủ Upali là một cừ khôi của Ni Gần Thá, tài cừ về lập luận, về
căn bản của giáo lý, làm sao có thể bị Samugotama thuyết phục được. Cho nên ông ta đã đích thân dẫn nhớ tùy tùng đi đến nhà ông gia chủ. Thì gia chủ Upali đó dặn mọi người ở trong nhà cứ là giữ các ngoại đạo như Kinh Thá đứng ngoài cửa đem đồ ra. Nhưng mà Natapota thì lại bảo rằng không cần đồ ăn, chỉ cần đi vào để gặp gia chủ thôi. Thì gia chủ Upali trước đây đó, mỗi lần nghe tin giáo chủ Ni Kinh Thá Natapota đi đến thì liền đích thân đi ra ngoài cổng đón tiếp, rước vào trong nhà và thỉnh vào trong nhà giữa, ngồi trên một cái ghế trang trọng ở chính giữa nhà. Nhưng mà hôm nay thì khác. Trước khi cho giáo chủ đi gặp ta đến đi vào nhà thì ông ta đã, gia chủ đều cũng cho dọn một cái căn phòng giữa, phòng khách đó. Và ông ta ngồi ở chỗ cái ghế gia chủ ở giữa nhà. Còn những ghế hai bên đó thì để cho đi gần thác Natapota mời ngồi vào đó. Khi mà Natapota thấy cái thái độ đó của gia chủ Upali liền trách mắng: này gia chủ, ông thật là điên cuồng, ông thật là ngu si. Ông nói rằng là tôi sẽ luận chí Samugotama, bây giờ ông đã trở về bị trói buộc ở trong cái lưới lớn luận nghị. Này gia chủ, ví như người đi với hai cao hoàng đi về, với cao hoàng bị thiếu, như một người đi với hai con mắt mà trở về thì hai con mắt bị khoét. Cũng vậy, ông nói là ông đi luận chiến Samugotama mà khi trở về thì bị trói buộc ở trong cái lưới luận nghị. Này gia chủ, ông đã bị quyến thuật của Samugotama lôi cuốn rồi. Gia chủ Upali lúc bây giờ là một vị thánh cư sĩ tu đồ quần, cho nên trước những cái lời lẽ quở trách của ngoại đạo đi ra thánh học tông tá thì chỉ làm cho ông ta buồn cười thôi. Ông ta nói rằng thật phi diệu là quyến thuật lôi cuốn này, thật tốt lành là quyến thuật lôi cuốn này. Thưa tôn giả, nếu mà con huyết thống thân yêu của tôi được quyển thuật này lôi cuốn thời thật là an lạc, thật là hạnh phúc lâu dài cho các huyết thống của tôi. Rồi nếu tất cả các vị sắc ni lỵ, tất cả các bà la môn, tất cả các vế xá, tất cả các xuất đá đều được quyển thuật này lôi cuốn thời thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho tất cả người ấy. Nếu thế giới chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, chúng sa môn, bà la môn, loài người được quyển thuật này lôi cuốn thời như vậy an lạc hạnh phúc lâu dài đối với thế giới chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Rồi gia chủ Bali mới nói lên một cái thí dụ, nói lên cái thí dụ cho nàng
tâm của ta biết là ông ta đã trở thành đệ tử của Đức Phật, thì ngoài đạo đi gần tháng nào tâm của ta đừng có kỳ vọng. Thì lúc đó đó là Tâm Bồ Tát mới nói: này gia chủ, quần chúng này gồm các vị vua chúa được biết rằng gia chủ Bali là đệ tử của Liên Vinh Thá. Tâm Bồ Tát: này gia chủ, nay chúng tôi xem gia chủ là đệ tử của ai? Được nghe nói như vậy thì gia chủ Bali từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y và vươn vai, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn ở xa và nói với Niết Bàn Thánh là Tâm Bồ Tát: thưa tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của ai? Bậc trí sáng suốt, đoạn trừ si ám, phá tan quan vu, chiến thắng địch quân, đau khổ đoạn diệt, an bình tĩnh, với đức trưởng thành, tuệ đức viên minh, phiền não nội tịnh, đoạn ly khấu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Do dự đoạn trừ, biết vừa biết đủ, thế lợi tuyệt không tâm tư quan hỷ, làm sao môn hạnh danh ở nhân gian, thân này sau cùng làm người nhân thế bậc thánh cao nhất, rời trần ly khấu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Tâm không do dự, khéo hành thiện xảo, bậc trì giới luật, đều ngự là vô thượng sĩ, sáng chói hào quang, nghi hoặc đoạn trừ, sô sáng mọi nơi, kiêu mạn đoạn tận, vô nhân anh hùng, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc ngưu vương, tâm tư vô lượng, thâm sâu khôn lường, bậc thánh môn ni, tác thành an ổn, bậc có trí tuệ, an trú pháp vị, tự phòng hộ, tự phòng hực qua tham ái, bậc giải thoát trí, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc Lâm Vương, sống xa thiết tục, kiết sự đoạn trừ, siêu đẳng giải thoát, biện tài từ tốn, trong sạch thanh tịnh, cờ xí triệt hạ, tham ái đoạn trừ, điều ngự nhiếp phục, hí luận diệt tận, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Đệ thất tiên nhân, không tin lời đồn, bao minh thành tựu, đạt quả phạm thiên, tấm sạch thân tâm, phân thông đạt, khinh an yên ổn, bậc trí chứng đắc, không phá thành trì, thiên chủ, đế tích, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc thánh giả, tự tu, tự tập, chứng điều phải chứng, thuyết giảng hiện tại, chánh niệm tỉnh giác, thiền quán tinh tế, không thiên tà dục, không nuôi tâm hận, dao động không còn, thân tâm tự tại, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Sống theo chánh đạo, tâm tư thiền tưởng, nội tâm không nhiễm, thanh tịnh trong sạch, không trước không chấp, không nguyện không cầu, độc cư độc tọa, chứng tấu thượng vị, đã vượt qua dòng, giúp người vượt qua, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Bậc chứng tịch tịnh, trí tuệ vô biên, trí tuệ quảng đại, tham ái đoạn tận, Ngài là Như Lai, Ngài là thiện thể, không người sánh bằng, không ai đồng đẳng, giàu đức tự tin, viên mãn thành tựu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Tham ái đoạn tận, giác ngộ chánh đắc, khối mù tiêu tan, ô uế trừ sạch, xứng đáng cúng dường, giả xoa thanh tịnh, vô thượng thánh nhân, không thể phân lường, đại nhân đại giác, đạt đến danh xưng, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Sau khi nghe gia chủ Upali nói lên những sự kiện tự xưng mình là đệ tử Đức Phật, ông ta bực tức nói rằng: này gia chủ, ông chất chứa những ưu điểm này về Samu-gautama từ bao giờ? Gia chủ Bali đáp:
Thưa tôn giả, ví như một đống hoa có nhiều loại hoa khác nhau, người làm vùng hoa thị xảo hay người đệ tử làm vùng hoa có thể kết thành một tràng, một vùng hoa có những loại hoa sai biệt cũng vậy. Thưa tôn giả, Thế Tôn có những nhiều đức tánh, hàng trăm đức tánh. Thế Tôn, thưa tôn giả, và ai lại không tán thán những bậc đáng tán thán như vậy? Vì Đi Kinh Thái Na Tông Bồ Tát không thể nghe lời tán thán Đức Thế Tôn nên ngay tại chỗ ấy đã thổ huyết ra, đã thổ ra huyết nóng, không thể chịu đựng được cái lời tán thán của gia chủ Upali, một người mà đây mới ngày hôm qua đã là đệ tử của mình, là một thành viên ưu tú ở trong giáo phái Đi Kinh Thái, mà bây giờ chỉ có một buổi gặp gỡ với Sambhu Gautama Đức Thế Tôn mà đã trở thành đệ tử và trở thành đệ tử Đức Phật. Nên Đi Kinh Thái đã học mở lắm. Thưa quý vị, sở dĩ mình chúng tôi nhắc cái bài kệ này của gia chủ Bali là vì như chúng tôi đã nói là bài kinh này rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Khi một người mà họ chưa hiểu vì về Đức Phật, cái trí của họ chỉ có một chút xíu thôi, họ mới nghe cái sự kiện đó, họ nghĩ rằng họ sẽ tranh luận, họ sẽ phản biện để làm cho Đức Phật bị chánh đẳng giác, bị bối rối, bị bí lối. Nhưng mà cuối cùng thì họ, Đức Phật càng chỉ cần nêu lên bốn cái thí dụ và tự họ trả lời là họ đã quay về với Đức Phật rồi. Ở trong bài học này, một điều mà chúng ta càng phải nhớ, tức là trong thân khẩu ý thì ý là quan trọng. Như bài dạy trong Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân con bò kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời. Báo Cung Kinh không 1 câu 2 Đức Phật đã nói như thế. Nếu như không có cái sự cố ý, không có chitana, chủ trương sắp xếp, thì không có thân nghiệp. Nếu như không có sự cố ý sắp xếp thì không có khẩu hành, không có lời nói. Cho nên mặc dù nói thân nghiệp thì giữ như vậy, thì giữ dần như vậy, khẩu nghiệp giữ dần như vậy, nhưng mà thân nghiệp khẩu nghiệp đều là do ý tạo thành cả. Đây là trường giáo lý của Đức Phật, ý là quan trọng. Bởi vậy khi mà chúng ta tu tập là chúng ta tu tập ý. Tất nhiên là chúng ta phải tu tập dần dần, là tu tập về thân kaya phavana, sau đó tu tập về giới sila phavana, rồi về tâm citta phavana, tức là tu thiền, thiền chỉ, rồi mới tu tập về tuệ Panya Phavana, là tu tập về tuệ minh sát. Thì tu tập dần dần như vậy, nhưng mà dầu về tu tập về thân, về giới, chúng ta cũng phải có cái sự khéo tác ý, phải có sự khéo tác ý, chúng ta mới có thể tu tập được. Chứ còn nếu như cái hình thức thân ở bên ngoài làm là làm như vậy thôi mà không có cái sự tác ý,
thì nó sẽ không có thành tựu được thân nghiệp khẩu nghiệp đâu. Đó là chủ trương của Đức Phật. Và ngoại đạo Liên Văn Thá thất bại ở chỗ là họ tuyên bố về thân là tấu trọng, nhưng mà họ không thể nào họ chứng minh được tại sao thân lại là quan trọng để tạo ác nghiệp. Cho nên họ không thể nào mà biện luận lấy phần thắng Đức Phật được. Đó là nội dung của bài kinh Upali ngày hôm nay mà chúng ta học. Hôm nay chúng tôi vận công với Thượng Tọa Nhất Đẳng. Thượng Tọa Nhất Đẳng đã tiếp, đã đổi quán đổi với chúng tôi, và chúng tôi hôm nay tương đối là khỏe, cho nên chúng tôi thiết lại cái ngày của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng, và kính chúc chư tôn đức được an vui, chư Phật tử chúng ta được an lạc. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại với cái vai trò điều hợp Nam Mô Bụt Thầy. Không biết sẵn trong lớp học có ai chưa từng nghe chữ phân công, và từ xưa đến hôm qua thì chỉ được giảng, nhưng mà chưa được giảng. Bữa nay được giảng phân công là giống như ở miền quê mình cái lúa. Bữa nay mình làm để cho ta bài một phân công. Thưa quý vị, trường hợp mà đạo đi gần tháng mà đầu trang là một trường hợp rất là đặc biệt. Giáo chủ Nigantha là Mahavira hay là Nataputta là một vị giáo chủ đương thời với Đức Phật, và đạo Chen đã tồn tại liên tục ở trong 2500 năm qua, và ngày nay ở tại Ấn Độ thì đạo Chen vẫn là một tôn giáo lớn. Điểm đặc biệt là ở trong kinh điển với đạo Chen á thì có ghi lại về Đức Phật mà họ gọi là Đại Sa Môn Cổ Đàm, Mahasamana Gautama là Đại Sa Môn Cổ Đàm. Và ở trong đạo trong Phật giáo thì cũng ghi lại về trường đi kinh Hanata Phật Tát. Đó là một điểm rất là thú vị mà chúng ta nên nhớ. Quý vị không nghe được hả? Dạ, xin hỏi là quý vị không nghe được hả? Dạ, quý vị chờ một chút nha. Dạ, quý vị chờ. Giờ quý vị có nghe được không? Dạ. Giờ quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ. Dạ thưa quý vị, bây giờ mở đầu với bài pháp ngày hôm nay của Thánh Thượng Tọa Pháp Tân. Để Thượng Tọa Tỳ Siêu nghĩ một chút, rồi sau cô Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Tỳ Siêu trở lại. Thượng Tọa Pháp Tân có mặt trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ. Thượng Tọa Pháp Tân, người đời đó, thì ta thấy rằng cái gì mà nó còn tiềm tàng trong cái ý nghĩ thì nó nhẹ, mà nói ra bằng lời đó, thì nó mạnh hơn. Và khi mà động tới tay, động tới chân thì nó mạnh hơn nữa. Tại ra ở trong nhiều nền luật pháp, ví dụ ở bên Âu Châu hay Hoa Kỳ, người ta có thể chửi nhau mà không đến đổi, nhưng mà người ta đánh nhau thì có thể kiện nhau ra tòa. Luật pháp là cấm động tay động chân. Như vậy thì phải chăng là điều đó cho thấy rằng cái thân nghiệp là nó nặng hơn là ý nghiệp không? Và nếu đưa ra thí dụ đó thì Thượng Tọa Pháp Tân sẽ nói như thế nào khi Thượng Tọa nói rằng theo đạo Phật dạy là ý nghiệp là quan trọng? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá.
Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đắng, Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, cùng Đại Đức Nguyên Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết, đã nghe rõ. Qua cái điều này thì con lại có một cái suy nghĩ như thế này. Đối với xã hội mà trong dân gian ấy, thì xưa nay thì người ta nói giống như là người ta nói cái câu là an hiền ở lầm. Có nghĩa là an hiền ở lầm, thờ cha đi tu ở đâu á không bằng tu ở nhà, mà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thì cái câu nói của dân gian nói, thì hoặc là họ ảnh hưởng từ ở Nho giáo. Thì khi mà mình nói là an hiền ở lành á, có nghĩa là người, trong cái suy nghĩ chung chung nhất á, thì người ta lại suy nghĩ rằng bây giờ là mình an hiền ở lành là không có trộm cắp của ai, không lường gạt của ai, lo làm thôi, làm rồi tự làm tự sống vậy thôi. Vậy là an hiền ở lành rồi. Rồi như vậy là an hiền ở lành là như vậy, theo trong cái suy nghĩ người ta là vậy rồi. Chỉ đơn giản là như vậy, không lường gạt của ai, không trộm cắp của ai, rồi không có những cái chuyện mà làm phiền xóm làng ấy, thì gọi là an hiền ở lành. Thì mình nghĩ vậy. Rồi ví dụ như ở trong luật pháp thì người ta lại quy định là khi luật pháp ta là khi mà người ta vi phạm những điều gì đó thì luật pháp quy định những điều như vậy để ngăn chặn khi mà một người vi phạm. Có người thì họ nhờ, họ sợ vì cái điều như vậy, tức là luật pháp ban hành nếu mà mình phạm vào cái khung nào đó, tùy vào mỗi xã hội, phạm vào một cái khung hình nào đó thì tùy theo cái luật pháp của xã hội đó quy định như vậy thì họ sẽ bị trừng phạt theo cái điều luật mà đất nước đó, quốc gia đó, xã hội đó quy định như vậy, thì họ lại là giữ. Nhưng mà rồi đó, luật pháp quy định là khi mà con người ta vi phạm thì sẽ căn cứ vào cái điều luật, cái khung hình phạt của họ mà họ sẽ phạt tù dạ, hay là nặng hơn nữa là làm cho chết, ví dụ vậy. Có những cái luật pháp những đất nước là như vậy. Thì thường đó là người ta giống như theo con biết đó, là giống như là ở bên xã hội ở bên phương Tây đó, thì người ta chửi những cái vị nguyên thủ quốc gia thì không thích thì cứ chửi, hay hoặc là họ nói nặng nói nhẹ. Nhưng mà rồi đó, đừng có cái chuyện mà ám sát những vị nguyên thủ quốc gia đó, hay hoặc là mình xúc phạm, mình đánh đập, hay là mình giết chết cái vị nguyên thủ quốc gia đó thì có lẽ là cũng không tội gì. Bởi vì người ta được tự do ngôn luận, người ta có quyền nói. Thì có những xã hội phương Tây là như vậy. Thì con nghĩ rằng là cái luật pháp thì quy định là những khi mà con người ta vi phạm do có chừng mực, cũng như là có những xã hội thì người ta là không cho chửi, những không cho nói nặng những vị nguyên thủ quốc gia, không cho nói xấu những vị nguyên thủ quốc gia. Rồi có những luật pháp thì cứ gì cứ nói, nhưng mà rồi đừng có hành động thôi, đừng có đánh đập hay là chém giết hay là giết nguyên vị nguyên thủ quốc gia thì cũng không có phạm tội gì. Còn cái luật pháp thông thường ở xã hội thì con nghĩ rằng là khi mà mình có những cái hành động, khi mà mình có những cái hành động, bây giờ người ta đi trộm cướp, trộm cướp thì cướp bao nhiêu, cướp như thế nào, thì tùy theo một cái luật pháp của xã hội, rồi khung hình của xã hội quy định như vậy, ở tù bao nhiêu năm, rồi tùy theo một cái hành vi, cái hành vi của mình, tùy theo một cái hành vi như vậy, nó nặng nó nhẹ, mà nó thuộc về những cái khung hình khác nhau, những cái khung hình khác nhau ở trong cái luật pháp quy định như vậy. Thì ngay cả đó là người ta có luật pháp quy định là khi nào mà mình khởi ra những cái hành vi, tức là lời nói hay hoặc là những cái việc làm của mình, thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là
giống như là mình nói rằng đối với xã hội thì nhiều khi mà mình có một số xã hội đất nước thì con vật thì mình cứ viết giết thôi, nhưng mà có một số quốc gia thì có những cái con vật cấm được giết, nhưng mà có những xã hội thì con vật thì mình cứ cứ giết thôi. Nhưng mà trong Phật pháp thì không phải vậy. Con nghĩ là ở trong Phật pháp thì cái việc mà cái ý nghiệp á, nó là mặc dù cái ý nghiệp ấy thì là cái ý nghiệp thiện của mình chưa mình nghĩ ra đó, nhưng mà mình chưa có biểu hiện bằng cái lời nói, mình chưa biểu hiện bằng cái hành động của mình thì cũng ai thấy được những điều đó, và cần thể hiện biểu hiện bằng cái hành động, bằng cái lời nói thì người ta mới mới hiểu được cái tâm tư của mình, hay là mình bộc lộ những cái ý của mình tốt hay là xấu. Mà rồi cái ý nghiệp xấu cũng vậy, cái ý xấu cũng vậy, khi mà người ta nghĩ ra những cái ý xấu thì cũng không ai biết chuyện đó, nhưng mà khi nào người ta có những cái hành động, giống là mình nói là cái hành động nó thế nào đó, từ ở xã hội quy định là trộm cắp, hay là quy định tà dâm, hay là quy định cái gì đó, thì sát hại một số nào đó, số sinh vật nào đó, thì người ta gọi là phạm tội, thì quy định như vậy. Nhưng mà trong Phật giáo thì con nghĩ rằng mặc dù là khi mà mình thấy rằng lời nói phát ra thì nó hoàn toàn đem đến đau khổ cho người khác, mình thấy nó quả thật là mạnh, quả là cái hành động, như là cái bài kinh nói là cái hôm nay một vị giáo chủ đi canh tha gọi là thân phạt ấy, là theo quan điểm của ông là cái điều đó nó là nặng, nó là mạnh. Phật giáo thì nói rằng trong Phật giáo thì chúng ta nói rằng đến Phật dạy rằng tới chúng ta có ba cái cửa nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên là khi mà thân chúng ta hành động thì nó cũng đã tạo nghiệp rồi. Rồi lời nói chúng ta xuất phát ra, chúng ta nói thì chúng ta đã tạo nghiệp rồi. Nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện gì đó tùy vào cái tâm của mình hết á. Như là trong pháp cú mà khi nãy Thượng Tọa Tỳ Siêu đã dẫn chứng nhắc nhở vậy. Câu số 1 và số 2. Ý làm chủ ý tạo nếu với ý ô nhiễm, hay là ý làm chủ ý tạo nếu với ý thanh tịnh, thì cái quả nó đem đến đau khổ, hay là cái quả nó dẫn đến cái sự an lạc. Thì ở đây muốn nói đến chúng ta để mà có hành động, lời nói hay là hành động, thì chúng ta phải xuyên qua cái ý nghĩa tâm của chúng ta suy nghĩ đó. Không có một cái suy nghĩ thiện mà lại là có hành động bất thiện được, mặc dù là tâm của chúng ta thì nó mau lẹ, nó sanh diệt mau lẹ, như là trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài đã giải thích là tâm nó mau lẹ, nó nhanh như thế nào. Và trong Di Diệu Pháp thì A Tỳ Đàm thì chúng ta cũng biết là tâm sanh diệt cả hàng triệu triệu sát na trong một cái khải móng tay. Thì cái suy nghĩ của mình á, thì cái hành động mà thiện đó, mặc dù là cái ý nghiệp, cái thân nghiệp và khẩu nghiệp đó, khi mà chúng ta hành động đó, thì nó vẫn chậm hơn là cái tốc lực của tâm. Cái tâm sanh diệt nó rất là mau, và do vậy đó thì khi mà mình khởi lên cái ý nghiệp bất thiện đó, thì mình mới có hành động bất thiện được. Hành động bất thiện được. Cái hành động mà sát sanh, trộm cắp, tà hạnh đó, đó là thân nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng là những cái hành động đó, nhiều khi là cái suy nghĩ của mình thì cái ý nghiệp đó là bất thiện rồi. Cái suy ý nghiệp đó bất thiện. Ý chúng ta là do tha mát, hoặc là ý chúng ta là, hoặc là ý chúng ta là do tà kiến ác. Là chính vì vậy cho nên khiến cái lời nói của chúng ta, cái khẩu nghiệp của chúng ta nó tốt hoặc là xấu. Hoặc là cái hành động của chúng ta là do cái ý nghiệp đó thiện hoặc bất thiện, mà cái hành động chúng ta có tốt và có xấu, có thiện và có ác. Cho nên là ngay cả cái gì mà chúng ta được điều khiển, có thể nói đó là chúng ta
để mà có mang cái thân, chúng ta có hai cái phần thể chất và tâm linh, tâm lý của chúng ta. Thì cái thể chất này nè, là chúng ta hành động, miệng nói, hay là cái tay chân chúng ta hoạt động, hành động cái gì đó, thì đều là do tâm của chúng ta điều khiển hết. Cho nên trong cái ý nghĩ là bất thiện đó, cái tâm của chúng ta mà nghĩ đến những cái bất thiện đó, do tham ác, do sân ác, hoặc là do tà kiến ác ấy, thì cái đó nó khiến cho chúng ta cái hành động bất thiện. Hay hoặc là tâm chúng ta nghĩ đến điều thiện, thì chúng ta có thể thực hiện những cái điều thiện do hành động. Hoặc là chúng ta cung kính Tam Bảo, cung kính những bậc trưởng thượng, đó là thân hành động thiện, đảnh lễ, hay là thân hành động thiện là chúng ta thực hiện những cái pháp cúng dường bố thí. Thì cái thân mà cái thân hành động thiện đó, đó thì nó tùy thuộc vào cái hết. Cho nên là cái tâm nó dắt dẫn tất cả, nó dắt dẫn tất cả. Và do khi mà thiện như vậy đó thì nó khởi lên những cái ý thiện. Cho nên là khởi lên những cái ý thiện như vậy đó, thì chúng ta mới có thể nói được những cái điều tốt được, hoặc là chúng ta làm được những cái điều thiện được. Còn nếu chúng ta khởi lên những cái ý xấu, ý bất thiện, thì cái hành động của mình nó cũng có thể là bất thiện được, và cái lời nói của mình cũng có thể là bất thiện được, xấu được. Như vậy thì đối với lại ở ngoài xã hội thì nhiều khi người ta còn cho rằng một cái gì mà hành vi mà mình nói ra, mình làm thì mới có thể nói là biểu lộ lên cái hành vi của mình nó tốt hoặc là xấu. Nhiều khi là pháp luật quy định là một khi mình làm những cái điều gì đó thì mình mới vi phạm vào luật pháp quy định, rồi nó có những cái khung hình nhất định, và cái khung hình đó nó nặng nó nhẹ, để rồi người đó phải chịu cái sự phạt vạ của pháp luật, cái sự trừng trị của pháp luật. Thì cái đó là nói đến cái thân hành động. Có một số thì là do cái lời nói nữa. Có một số xã hội hay là cái xã hội họ quy định là nhiều khi mình nói những cái điều gì đó đại kỵ, hay là nói những điều gì đó kiêng cấm thì mình không được nói. Nhưng mà sự thật ra là mình nói hay là mình làm nó cũng là do cái ý hết, cái tâm của mình hết. Cho nên là cái tâm rất là quan trọng. Ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hành động thì khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo vậy đó. Mà nếu với ý thanh tịnh thì mình nói hay là mình hành động thì cái sự an lạc đó sẽ đi theo sau, cũng giống như là bóng không có rời hình. Đức Phật ngài ví dụ như vậy. Thì con nghĩ rằng đối với trong Phật giáo thì chúng ta ngăn chặn từ ở trong ngay cả cái mầm mống, cái chủng tử khởi lên từ ở cái tâm. Cho nên là mình tu là tu tâm, tu là tu tâm, tức là tu sửa cái ý nghiệp của mình. Từ cái sửa cái ý nghiệp đó là mình cũng phải tu cái hành động của mình, tức là mình sửa cái hành động gì mình sai trái, hay hoặc là mình tu là mình sửa được cái lời nói của mình. Cái lời nói không tốt thì bây giờ nói lời tốt, cái hành động gì mà bất thiện không tốt thì bây giờ mình cố gắng tránh xa những cái hành động bất thiện đó, không tốt đó, để rồi mình cố gắng làm những cái điều thiện tốt. Và để mà có những điều đó thì con nghĩ rằng mình tu cả cái tâm của mình, vì tâm là nguồn gốc khiến cho chúng ta có cái hành động, có cái hành động và cái hoặc là lời nói. Như vậy thì mình tu tâm là mình sửa chữa từ ở trong cái tâm của mình, cái suy nghĩ. Bởi vì có một ai đó nói rằng là mình làm cái gì lâu ngày đó thì nó trở thành cái thói quen, và do cái thói quen nó trở thành một cái nghiệp của mình. Cho nên là cái thói quen đó con nghĩ rằng nó phát xuất từ ở cái nghiệp của mình. Cái suy nghĩ của mình thì cũng không ai biết được, ngoại trừ những cái bậc thánh nhân,
có tha tâm thông, hay hoặc những vị mà chứng thiền á, mà có được cái tha tâm thông thì hiểu được điều đó, hiểu được cái tâm của mình suy nghĩ như thế nào. Cho nên là cái việc mà mình tu tập thì theo con nghĩ trong Phật giáo là cả ba, nhưng mà đặc biệt đó là tu tập về ý nghiệp. Và cái ý nghiệp mà có thiện rồi đó, có tốt rồi đó, thì nó lập tức là nó sẽ chuyển hóa cái hành động của mình, hoặc là lời nói của mình nó có thể tốt được, chứ không phải như người ta nói rằng khẩu xà rồi tâm Phật này kia. Thì mặc dù là mình nói như vậy, trước đó thì chửi mắng người ta rất là nhiều, nhưng mà sau đó có những cái vài việc làm thiện thì nó là xấu, khẩu xà tâm Phật. Nhưng mà khi mà mình khởi lên cái lời nói mắng chửi người ta thì cái đó là chúng ta đã có cái ý nghiệp bất thiện rồi. Rồi sau đó mình có cái hành động thiện giúp đỡ người ta thì lúc đó, đó là mình có cái hành động thiện và ý nghĩ của mình cũng thiện rồi. Cho nên không có xấu xà tâm Phật được, mà là hành động trước và hành động sau nó tùy thuộc vào cái tâm hết. Tâm mà nghĩ được điều thiện thì nói và làm được điều thiện, mà tâm nghĩ điều ác, nói được làm được điều ác. Dĩ nhiên thì tạo được điều thiện thì có được cái quả của sự an lành, mà tạo được cái nghiệp bất thiện thì sẽ bị gánh lấy cái quả khổ sầu ở trong tương lai hoặc hiện tại. Thì con có cái suy nghĩ như vậy. Con xin góp lời qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin xuống mic. Dạ, chúng tôi xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền hay Thượng Tọa Tuệ Siêu có vị nào có mặt ở trước máy không vậy? Dường như cả Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Siêu đều không có mặt ở trước máy. Dạ, Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, hôm nay chúng ta học trong bài học mà Đức Phật Ngài dạy trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp ấy, thì ý nghiệp là tối trọng, tức là nặng nhất. Nhưng mà ở trong giới luật ấy, là thì chưa đủ để gọi là phạm tội hay là buộc tội, mà phải có thể hiện của hành động thân và khẩu nữa. Thì như vậy qua những điều luật đó có phải là ở trong trường hợp đó thì thân nghiệp, khẩu nghiệp nặng hơn là ý nghiệp không? Hay là những điều gì được ghi trong đạo luật nó lại mâu thuẫn với điều chúng ta đang bàn ở tại đây? Xin Thượng Tọa hãy giải thích về điểm này, cái tên Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ sư phụ Thầy Siêu, thân tọa Giác Đẳng, thân tọa Pháp Tăng, thân tọa Minh Hạnh, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như chúng ta nói rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì hỏi cái nào nó nặng hơn? Ở đây thì như chúng ta biết tất cả là do tâm. Thì ở đó chúng ta dựa trên, chúng ta nói trên một hình thái
thì chúng ta nói cái khi mà nó để tắt tắt thành tội hay tắt thành ý hay tắt thành mà chúng ta gọi là cái chetana đó, thì lúc đó nó là tội, lúc đó nó sẽ là một vấn đề. Bởi vì chetana hang phikkhave kammavadam ấy, ta nói này các thầy tỳ kheo, khi tư hành tức là có nó sanh thiện ác, nó sanh cái điều đúng, điều cái điều nặng, điều nhẹ, cái điều ác, điều xấu, vân vân, hay hoặc là tốt. Thì ở đây nếu cho chúng ta nói trên cái tinh thần ấy, luật á, thì nó phải có cái ý. Bởi vì chúng ta vô tình chúng ta đạp một con kiến, chúng ta vô tình chúng ta đạp một con gián, chúng ta vô tình chúng ta đạp một con mối. Trong cái sự vô tình đó mà nó không có ý cố sát thì cái nghiệp nó nhẹ. Nhưng nếu mà vừa chúng ta có cái ý cố sát và chúng ta vừa có cái thân hành động nữa, hay là chúng ta vừa vừa nói người ta mà chúng ta nói lỡ lời, chúng ta nói lỡ lời, chúng ta nói rồi gọi là lỡ lời, là đã có những điều cái đó nó cũng tương đối nó nhẹ, thì kết quả của nghiệp nó, hành động nó đi cũng đi theo một cái quy trình như vậy. Vậy thì nhưng khi á, chúng ta nói khi chúng ta khởi lên ý mà chúng ta nói, đâu chúng ta đã khởi lên ý rồi, ý nói rồi, nó vẫn có cái ý nghiệp rồi. Cũng như khi chúng ta vô tình chúng ta đạp, chúng ta vô tình chúng ta đạp, bây giờ thí dụ như chúng ta đi, chúng ta biết cái con đường này thế nào nó cũng có côn trùng, thế nào nó cũng có cái này kia, mà chúng ta đi hay chúng ta đang đi vậy, chúng ta tránh né cái con côn trùng, như là chúng ta đạp nó và tránh né nhưng vẫn bị đạp. Thì ở đó, ở đây là nói lên cái vấn đề chúng ta không cố quyết một cách sát hại nó một cách tuyệt đối, nhưng ở đó cũng có hành động tiến tới của chúng ta chứ không phải là không. Cũng như là mình nói rằng mình không yêu người ta, mình không thương người ta, nhưng mình không dứt được người ta, thì trong đó cũng có một chút xíu gì đó yêu yêu, thì cái ý nghiệp và cái ý tứ nó cũng như vậy đó, nó cũng vậy đó. Cái tinh thần nó tức là nó phải còn một chút, cái nó có một cái gì đó nó liên hệ, nó cái sợi dây nó cột nó trói chứ không phải là không. Thì cũng như thế, nếu như nhưng khi mà gọi là phạm luật thì nó là một chuyện khác. Thì luật này nó phải được một cái sự rõ ràng, một cái nơi chốn, một cái hành động, một cái lời nói. Chẳng hạn bây giờ là khi chúng ta nói dối, khi chúng ta sát hại, thì cái hành động sát hại, cái hành động trộm cắp nó rõ ràng. Rồi cái hành động mà thí dụ như bây giờ là gian dâm, hành động rượu chè, thì ý chúng ta nói thân nghiệp ác, thì ngay khi đó đó cái gì là nguy hiểm nhất, cái ý nó là ghê, nhưng lúc đó thân hành động hay là khẩu nói mà cùng phối hợp, dầu cho chúng ta không chửi người ta nhưng chúng ta cũng nói một cái lời nói, tức là trong cái tâm nó cũng khó chịu. Quý vị, cái tâm nó khó chịu, chúng trong cái tâm nhẹ nhàng, trong cái tâm từ tốn, trong cái thiện tâm. Rồi khi chúng ta ghét người ta cũng vậy, chúng ta chửi người ta, thì cái ghét chửi đó nó cũng là những điều bây giờ mình nghĩ theo giờ mình học, mình đừng có chửi, mình đừng có chửi người ta nha. Nhưng điều mình nói những cái lời nói nó rất nhẹ nhàng thì cũng chết. Bây giờ mình bực bội giận hờn người ta, nhưng điều mình không để cho cái tâm mình phải thốt ra những cái lời tục tiểu, đó chính là tốt. Thốt ra những cái lời khó nghe, nhưng có thể nói rằng chúng ta cũng nói một cách điêu hoa, hay chúng ta lời bằng cái sắc bột nhung, lời nói nó mỹ, nó hoa mỹ, nhưng điều phải nói là nghe xong người ta rất là khó chịu. Thì ở đó chính nó chưa tác thành gọi là lời nói ác, nhưng lời nói một câu rất lớn. Vậy thì nếu nói vậy thì hỏi gì chứ, cái điều nào nó sẽ là nặng, hay là cái nào là nhẹ,
cái ý nó nặng hay là cái thân hay cái khẩu nó, thì ở đây nó phải được cái sự phối hợp chung chúng ta mới nói cái nặng nhẹ. Nhưng phải nói rằng nhiều khi chúng ta quơ tay, giả sử như quơ tay không có cố sát gì hết, nhưng mà quơ tay đụng một cái con gì đó và nó chết, thì cách đó nó khác. Còn nếu như chúng ta biết rằng xung quanh chúng ta là những chúng sinh có thể chết, vân vân, thì ở đây hỏi rằng vậy nếu như bây giờ là nghiệp, nếu ý là tại sao trong luật tạng á, thì nói nhiều đến luật á, ý nghiệp thì là chưa phạm tội cho tới khi nào mà thấy hành động hay lời nói mới gọi là phạm tội. Bởi vì ở đó, đó là cái điều luật nó phải hợp hội đủ cái giá trị mới gọi là, chúng ta gọi là nhân chứng vật chứng rõ ràng thì mới gọi là cái phạm tội. Nhân chứng vật chứng rõ ràng đã là phạm tội thì ở trong đó anh đã phạm tội của ý nghiệp rồi. Cũng như bây giờ đó là người ta bắt được một cái người trộm, hay người ta bắt người một gian dâm, thì bây giờ chưa có đủ cái yếu tố, nhưng điều yếu tố ngoại tình nó đã có rồi. Tay anh để mà anh trộm cái vật này trộm vật kia, nhưng anh không có, anh đã lấy đồ ở trong nhà người ta hay của người ta đã di chuyển đi rồi, thật thì không bắt tận tay anh được khi mà anh ăn cắp hay mà anh gian dâm với người vợ người hay là với chồng người, vân vân. Thì nhưng ở đó chính là anh đã, ý niệm của anh nó đã là như vậy rồi. Ở đó ý nghiệp chưa có bắt tận tay, nhưng chưa có làm, nhưng ở đó ý nghiệp anh đã thủ tác rồi, anh đã cái ý niệm sai rồi, thì đây chính là một hành động không được. Cho nên hỏi rằng vậy chứ cái vậy thì hỏi cái ý nghiệp thì phạm tội gì cho tới khi nào mà thể hiện bằng lời nói hay cái hành động thì cái nào nặng hơn? Thì ở đây chính thưa quý vị, nó phải nói rằng diễn tiến do tâm mà, cho nên khó nói lắm. Và vừa tâm vừa hành động đó, nhưng đều phải nói rằng là ý dẫn đầu thì là tạo tất cả mọi thứ, đó là như vậy. Và từ cái chỗ ý này nó mới dẫn tới cái thân nó nặng nề hơn, lời nói nó nặng nề hơn, vân vân. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta cũng nên xác chuẩn ở trong cuộc sống này. Và con kính có đồ điều trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cũng thỉnh thường tọa. Nam mô Phật Thầy nhé. Chào thưa quý trưởng, chủ tịch Thượng viện. Bạch chủ tịch Thầy Siêu, Thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu chủ tịch Thầy Siêu còn ở trước máy, xin chủ tọa hoan hỷ trở lại với cô thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi chủ tịch Thầy Siêu có nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu chủ tọa Pháp Tân còn ở trước máy, xin chủ tọa hoan hỷ trở lại. Sư Nguyên Thông Bê. Thưa Học Tân, chúng ta phân ra làm ba thứ nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà phải chăng là mặc dù có ba loại nghiệp như vậy, nhưng mà trong thân nghiệp và khẩu nghiệp luôn luôn có ý nghiệp, có đúng như vậy không? Xin Thưa Đạo Hoan Hỷ trở lại. Dạ, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong room. Qua đây thì theo con nghĩ đó thì như thế này, cái thường đó là ở trong Phật giáo chúng ta được biết đó là có ba loại nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì ba loại nghiệp đó, thì khi nói đến những cái chức năng riêng biệt của từng loại nghiệp, thí dụ như là cái
chức năng của từng loại nghiệp. Thì thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nó hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như là cái thân là chỉ hành động thôi, và sát sanh hoặc trộm cắp hoặc tà hạnh vân vân. Khẩu nghiệp thì mình nói dối, nói lời, nói lưỡi đôi chiều, hoặc là nói lời độc ác vân vân. Thì đó là khẩu nghiệp. Còn ý nghiệp là do chúng ta tham ác, hoặc là sân ác, hoặc là tà kiến ác. Thì khi mà nói đến ba cái cửa nghiệp, tức là nói đến chức năng riêng biệt của từng loại nghiệp. Nhưng mà rồi đó thì cái thân mà hành động đó, thì chúng ta cũng biết là do cái tâm của mình nghĩ, do cái ý của mình nghĩ. Bởi vì nếu như mà mình cái ý mà mình nghĩ đó, cái ý tâm mình nghĩ những cái việc quấy, những sai, những việc bất thiện đó, thì khiến cho cái thân mình hành. Ví dụ như là cái anh chàng mà đi trộm cướp đó, trộm cướp người ta, thì trước tiên là anh cũng muốn nghĩ là anh chiếm đoạt của người ta bằng cách rình rập, hay là vượt ngang vượt dọc gì đó, trộm hoặc là cướp. Thì anh đó phải có một cái suy nghĩ, cái ý nghĩ của mình muốn lấy của người ta, rập hay là của người ta, lấy ngang của người ta. Thì cái đó là do cái tâm của anh nghĩ, cho nên anh mới có thể hành động, rồi anh tìm cách này cách kia, tìm cách này, hoặc là rình rập, hoặc là bỏ công sức ra rất là nhiều, hoặc là giúp dọc người ta. Thì phải nói rằng trong cái suy nghĩ của anh ta đó, thì anh ta đã có một cái suy nghĩ, cho nên anh ta mới hành động. Hoặc làm như một người tà hạnh cũng vậy thôi, vì thương cái người nào đó, hay là thích cái người nào đó, hoặc là chiếm đoạt sở hữu của một cái người nào đó, mà mình khởi lên một cái ý là muốn làm những cái chuyện như vậy, cho nên là mình bỏ vợ nhà hay là bỏ chồng nhà để rồi mình có cái gian díu với những người khác. Thì cái suy nghĩ đó đó, nó đã hình thành ở trong cái tâm của cái người đó rồi. Cho nên là họ mới có cách để họ tà hạnh. Rồi hoặc là một người mà nói là nói dối cũng vậy. Một người nói dối, họ nói dối là có những người đó, họ nói dối theo cái thói quen. Cái thói quen là chuyện gì ra cũng dựng chuyện để nói, dù là những chuyện đùa giỡn hàng ngày họ cũng có thể nói dối được. Nhưng mà có người thì nói dối bằng cái việc chủ tâm của mình nói dối để cho người khác họ xung đột, nói dối để được lợi về chính mình hay người thân của mình, nói dối để được lợi cho mình vân vân. Hoặc là vì muốn trả thù, hoặc là vì muốn người ta xung đột, hoặc là muốn được cái này cái kia, nó phát xuất từ ở cái tâm của người đó. Cái tâm của người đó là do cái sự bực bội, sân hận. Cái tâm của người đó vì muốn được lợi lộc, tham cầu những cái điều này điều kia mà họ có thể nói dối. Cho nên là cái điều mà phát xuất ra từ cái lời nói, phát xuất ra từ cái hành động, thì cũng chính là do cái tâm của người đã hết. Chúng ta cũng biết đó là cái tâm của mình nó nhanh lẹ, nó mình không có kiểm soát được hoàn toàn. Và mỗi khi mình khởi cái ý lên, rồi một tí nữa là mình sẽ khởi lên cái ý khác liền. Thì nhiều khi mình không kiểm soát được, thì mình không có nghĩ rằng là cái tâm mình nghĩ điều quấy, nghĩ điều sai, sai trái, cho nên là mình hành động. Vì vậy cho nên là mình không có theo dõi được cái tâm của mình, không có kiểm soát được cái tâm của mình. Và do vậy đó thì mình không có biết rằng chính cái tâm của mình nó điều khiển cho cái lời nói và việc làm của mình, tức là hành động, khẩu nghiệp và ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Cho nên con nghĩ rằng khi mà mình làm một cái việc gì đó, thì nếu mà chúng ta có cái ý nghiệp bất thiện mà ta khởi lên thôi,
Nhưng mà chúng ta chưa hành động thì chúng ta chưa có thân nghiệp. Nhưng mà chúng ta đã có ý nghiệp bất thiện. Chúng ta nghĩ những cái điều xấu thì chúng ta có ý, dù chúng ta chưa hành động, chúng ta chưa nói năng gì hết, tức là chưa có khẩu nghiệp bất thiện, nhưng mà chúng ta đã có một cái ý nghiệp bất thiện. Cho nên là khi mà người ta có cái hành động thiện hay là tốt, hay là hành động bất thiện, tức là xấu, hoặc là không tốt, hoặc lời nói không tốt, thì nó phát xuất từ ở cái tâm của người đó, cái ý nghiệp của người đó, cái suy nghĩ của người đó. Tâm thì nó vô hình mà, nó vô hình, nó không có phải là thô thiển như là hành động hoặc là lời nói, nhưng mà rõ ràng là nó sai sự, nó điều khiển cho cái hành động hoặc là lời nói của mình rất là nhiều. Cho nên là nếu mà nói đến ba cửa nghiệp á, thì nhiều khi chúng ta chưa có cái thân nghiệp bất thiện, hay là chưa có cái khẩu nghiệp bất thiện, nhưng mà chúng ta đã có cái ý nghiệp bất thiện. Nhưng mà để mà có lời nói tốt hoặc là lời nói xấu, lời nói thiện hoặc là bất thiện, hoặc là hành động thiện hoặc là bất thiện, thì phải nói là do cái tâm mà. Cái tâm nó điều khiển cho tất cả. Bởi vì điều khiển, khi mà cái tâm nó khởi lên những cái điều bất thiện á, thì khiến cho người ta có những cái hành động bất thiện. Khiến cho người ta có hành động bất thiện. Rồi khi người ta nghĩ những cái điều thiện thì người ta mới có thể nói được những cái điều thiện được, điều tốt được. Thì theo con nghĩ rằng là nếu mà mình nói tính năng, chức năng của ba cái loại nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì mỗi loại nghiệp nào nó cũng có những cái quả của nó, dù là quả thiện hay là quả bất thiện, quả thiện hay là quả bất thiện. Nhưng mà rồi đó là do cái ý nghiệp của mình điều khiển. Vì vậy cho nên là Phật mới dạy rằng là nếu giới ý thanh tịnh, nói lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Mà nếu giới ý ô nhiễm đó, nói lên hay hành động đó, thì khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo, tức là giống như con bò mà nó kéo chiếc xe thì cái dấu chân của nó sẽ bị cái bánh xe cán lên, giống như vậy. Thì con theo suy nghĩ của con thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Vì vậy cho nên là nói đến cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì thật sự ra cái ý nghiệp rất là quan trọng. Cái ý nghiệp rất là quan trọng. Cái ý nghiệp nó sai sự, nó điều khiển cho lời nói và hành động. Thì dĩ nhiên là mỗi một cái loại nghiệp thì nó có cái kết quả của nó, thân nghiệp hoặc là khẩu nghiệp hoặc là ý nghiệp. Con xin có vài cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà tôi vừa nêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Chào thưa quý vị, chúng tôi Phật tử. Thưa quý Phật tử, còn xin được chia sẻ một vài điều về bài kinh ngày hôm nay. Thật ra thì đối với Phật pháp, cái chủng tử của nghiệp chính là ở chỗ điều mà Đức Phật gọi là cái chủ tâm tạo tác, hay Chetana. Và cái chủ tâm tạo tác này theo trong Phật pháp đó, chính là cái căn bản để tạo nghiệp. Và khi đến cái chủ tâm tạo tác đó, thì chúng ta nói thẳng đó là một cái chủ trương thuộc về ý. Cho dù là thân nghiệp hay khẩu nghiệp đều có cái chủ trương tạo tác như vậy. Nhưng mà có ba điểm mà chúng ta nên biết về cái Chetana này đó. Là một á, là cho dù chúng ta không muốn làm gì hết thì nó vẫn có Chetana. Lựa chọn hành động hay lựa chọn không hành động thì nó vẫn là hành động. Lấy ví dụ như là một người đang lái xe, cho dù là họ muốn ra lui hay muốn đi tới hoặc là đứng yên một chỗ, thì cái đứng yên nó cũng là một hành động, chứ không thể nói rằng tôi đứng yên là tôi không làm gì hết. Không phải như vậy. Tại vì mình đã leo xe rồi thì ôm tay lái rồi thì tự mình có chủ trương. Do đó dù là mình nói rằng tôi không làm gì hết,
thì cái không làm gì hết nó cũng là làm, nó cũng là tạo. Và cái chủ trương hành động này đó, nó đi với những cái thuộc tính bất thiện, thì đó là tạo nên tâm bất thiện. Và đi với thuộc tính thiện thì nó tạo ra cái thiện nghiệp. Bởi vì trong cái thái độ của người Phật tử đó, thì mình biết rằng cái lực hay là cái sinh khí hoặc giả là cái sức sống của con người đó, nó luôn luôn đẩy chúng ta đi trước, đẩy chúng ta đi tới. Mình muốn nằm yên một chỗ cũng không được. Có một vị pháp sư tới rằng ở trong một cái dòng nước mà đang cuộn chảy, mình nói rằng tôi không muốn bơi tới và tôi cũng không muốn bơi lui, mà tôi muốn nằm yên một chỗ, thì thật ra nó không có chuyện nằm yên một chỗ, mà dòng tâm thức của chúng ta nó là bắt buộc phải làm một cái đường lựa chọn, hoặc là đi tới hoặc là đi lui. Mà mình muốn đứng ở giữa, không đi tới cũng không đi lui thì cũng không được. Dạ, vì vậy nên một người có thái độ khôn ngoan đó, là lựa được cái lực, và cái lực tích cực cho đời sống. Và khi cái lực tích cực của đời sống như vậy đó, thì nó liệu tốt. Dạ. Ngày vài ngày trước đây chúng tôi có coi một vài cái tin tức mà về bệnh dịch. Ngày hôm nay chúng ta gọi là đại dịch viêm phổi corona đó. Thì thưa quý vị, người ta tính cho đến giờ phút này đó, thì trung bình 100 người bị nhiễm bệnh đó, thì có khoảng chừng 9%, tức là 100 người thì 9 người bị chết, còn lại là 91 người là gọi là có hy vọng đi khỏi. Cái sự khác biệt giữa đa số mà sống sót và thiểu số mà bị chết vì viêm phổi corona đó, là họ nói đến cái khả năng đề kháng và của cơ thể. Những người mà có cái bệnh như là bệnh đau tim, bệnh tiểu đường hay là bệnh chuyển thì rất là dễ chết. Nhưng mà nếu cái người mà khỏe, người còn trẻ, người còn khỏe thì cái khả năng đi vượt qua để chống lại vi trùng này nó cao hơn. Thế cũng thời nhiễm bệnh, nhưng mà nó còn tùy vào cái sức đề kháng của mình, không có nghĩa là người từng nhiễm bệnh cũng chết hết. Thì ở đây cho chúng ta thấy một cái yếu tính rất là quan trọng ở trong cuộc sống đó, là chúng ta những chất liệu lành mạnh ở trong tâm của chúng ta, nó mới có cái lực để đẩy đi những cái, nó những cái chi phối mà mang tới cái tiêu cực. Thì mình hiểu như điều này là bác sĩ họ khuyên chúng ta nên nghỉ ngơi đầy đủ, nên dùng đủ cái sinh tố như là vitamin C hay là vitamin D, những sinh tố đầy đủ. Và đồng thời rất là quan trọng là chúng ta có tinh thần rất là tích cực. Tinh thần tích cực thì nó làm cho cái hệ miễn nhiễm nó tăng mạnh. Người nào mà cái tính mà bi quan á, thì nó sẽ bị, nó sẽ làm sụp đổ đi, nó là sẽ làm yếu đi cái hệ miễn nhiễm. Và cái hệ miễn nhiễm nó lại nó yếu đi, nó dễ bị vi trùng tàn phá chúng ta. Ở đây nó cũng là một cái bài học rất là cụ thể cho chúng ta thấy rằng tại sao khi những cái ý niệm hiền thiện trong sáng nó rất cần và rất là lợi lạc cho đời sống. Vì vậy đối với người Phật tử học theo lời Phật dạy thì ở trong mỗi trường hợp cái ý nghiệp là quan trọng. Và trong đời sống hàng ngày không biết có bao nhiêu trường hợp mà chúng ta phải quan sát và dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân đó, mình hiểu rằng ở những trường hợp đó cái tâm của mình tương đối là mạnh, tâm mình đủ tốt, tâm mình đủ cái khả năng để miễn nhiễm về phương diện tâm lý cũng như sinh lý. Chúng tôi xin kết thúc bài chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Thích Tham Ma ở đây. Xin trân trọng, xin kính chào đảnh lễ chư vị giảng sư đã vào Trung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.